1 phút 44 giây. Rồi, clip. Đẩy qua clip kia coi, clip cái bên. Mình đẩy qua đẩy lại vậy nó có đủ tơi chưa? Nó trộn cái đất sạch với lại cái đất vô. Là mình phải dọn cỏ rộng trước để sới xong thì hốt nó lên là xong. Có cái máy cắt cỏ nó ngon ha. Cắt phát đúng rồi, phải cắt cái rỗng trước xong rồi xới cái đất nó văng xuống cái rỗng cái mình hốt lên lại là nó ok. Đất rất là tơi ha. Đây là đất thịt này phải không, đất trồng lý tưởng luôn. Xới làm gì xong ổn ok. Mình xới clip vậy có 1 phút 45 giây à. Chưa 2 phút nữa. Chưa 2 phút nữa. Vậy nó 5 phút hơi quá. Ừ. Vậy ngon rồi. Nó cào nữa cái xong rồi.